Gần đây lúa Nhật rất là sốt giá nha quý bà con. Và cái thông tin gần đây nhất á, thì những chả lúa mà vừa mới chỗ thì thương lái đã đặt cọc là 1 ký 6.700 đến 6.800 đó nha quý bà con. Vâng, xin chào quý bà con. Văn trưởng đang ở trên cánh đồng lúa Nhật hay còn gọi là giống DX1 trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì đây là một giống lúa được xem là giống lúa chuyển vọng, mang lại hạnh phúc ấm no, cơm no áo ấm cho cái bà con ở cái vùng đất Giang Thành này. Cái dàn lúa này mình đi khoảng bao nhiêu ký phân này chú? Đi khoảng 90 ký phân. 90 ký phân. Là cái đó là phân nhập hay là có tính phân lăng HDB gì, phân lăng hay là phân lót vô gì không chú? Lạnh lạnh với lăng. Nhưng mà kết cuộc xài DB thì không có xài. Xài hai ký cuối thì 20 15 của Bình Điền á. Thì một cử 10 ký, một cử 15 ký, hai cử là chỉ có nửa bao thôi. Còn hoàn toàn là lăng với lạnh từ nhỏ đến lớn. Dạ. Vậy là tổng cộng là lăng với lạnh với 20-15 Bình Điền là... Không, lăng thì mình bỏ. Lăng thì mình không tính. Lạnh lạnh với 20-15 là khoảng 90 ký à. Dạ. Có xài kali đơn không chú? Không, không có xài miếng kali nào cho. Quá tuyệt vời luôn. Không có xài kali luôn nha quý bà con. Rồi dàn lúa này mình có định là bổ sung nuôi hộp và giai đoạn đỏ đuôi nữa không chú vậy? Không. Nó đã đủ lực rồi, đâu có nuôi nữa. Lúa Nhật nha bà con. Lúa này là theo như văn trưởng đánh giá là từ 1 tấn mốt nha quý bà con. Thì theo dự đoán vậy thôi, mà mùa hè mình đoán cũng chưa có chính xác đâu. Mùa hè khác, đông chân nó khác. Cái nó đẹp dữ dằn đẹp luôn á. Tấn mốt không gớt được chú vậy. Đóng vô đóng hết tích mà, với hai nữa thấy nó không có lép mà. Không lép rồi, không lép thì lụm. Mà cho báo cáo với quý bà con luôn là gần đây là thời tiết phải nói là rất là thất thường, và mưa gió và mưa sương thì năm nay đối với vụ 3 năm rồi á là cái mật độ gấp 2 lần luôn nha quý bà con. Và đối với những cái giống khác á thì cái dịch bệnh rất là nhiều, đặc biệt là giống đài thơm và OM á thì bị đậu ôn sụp mặt. Rồi gần đây á thì tình trạng mà chỗ ngay cái thời tiết mà giữa trưa nắng nóng mà có cơn mưa lớn xuất hiện á thì bị lúa bị cháy, đầu bông hư bông rất là nhiều luôn nha quý bà con. Trong khi đó thì cái ruộng lúa Nhật của chú Bảy là coi phải nói là sạch luôn, bệnh là không có bệnh luôn. Không có bệnh, theo như chú Bảy là nó không có bệnh luôn bà con. Nhìn cái lá, nhìn cái bông là nó sạch trơn luôn. Và cái vô gạo rất là đạt luôn nha quý bà con. Màu cũng rất là sáng. Không gãy có bông. Đó, lúa Nhật là đặc biệt là nó không gãy có bông. Công nhận trời, không lép không dữ luôn trời. Hồi nào tao mới bằng mùa nay không chứ còn không lo. Đây là địa bàn ấp gì chú? Ấp Đồng Cơ. Ấp Đồng Cơ, huyện Vĩnh Phú. Xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Và đây là một cánh đồng lúa Nhật bạc ngàn bát ngát luôn nha bà con nông dân. Lúa đang giai đoạn công trái me nè. Bà con thấy là nó vô gạo phải nói là tịch dữ lắm à. Rất là tịch, rất là tuyệt vời luôn. Và cánh đồng này thì cũng làm bà con nông dân mình cũng làm rất nhiều trà lúa nha quý bà con. Tuy nhiên thì theo như chú Bảy thì cái lúa Nhật là chú Bảy mê nhất nha bà con. Chào chú ạ. Chú có thể cho biết họ tên mình là gì và chú có thể giới thiệu đôi điều được không chú? Chú Bảy thì Bảy đẹp ở ấp Đồng Cơ. Nhưng mà mặn ở cái ấp này thì nói chung là mặn lúa Nhật là 90%. Dạ. Mùa nào thì cũng lọt vô tắng trên tắng dân á, nhưng mà mang ba cái giống kia thì nó không lợi ba cái giống lúa Nhật mình. Dạ. Vậy chú có thể cho biết là lý do tại sao mà cái lúa Nhật nó đạt năng sức mà những cái giống khác thì không đạt năng sức không chú? Hình như mẫu một vùng đất á, là nó chịu thích hợp mẫu một cái giống. Nhưng mà chú cũng có mang ba giống kia mà năng sức nó cũng không có bằng ba cái giống lúa Nhật nữa. Dạ. Vậy thì đối với giống lúa Nhật này, một năm bà con ở đây làm mấy vụ vậy chú Bảy ha? Mỗi một năm làm có 2 vụ à. Dạ. Vậy trong những năm gần đây thì chú thấy cái giá lúa Nhật có ưu đãi cho bà con mình ở đây không chú?
cái giá lúa Nhật thì theo mẫu một mùa vậy là nó cao hơn ba cái giống kia, là mẫu 1 kg 1.000, nhưng mà năng suất nó cũng vẫn cao hơn nữa. Dạ. Còn cái chi phí sản xuất thì như thế nào chú Bảy ha? Cái chi phí sản xuất thì nó dài vậy, nhưng mà cái chi phí của nó cũng như cái ba cái giống kia. Dạ. Bởi vì nó đồng ý nó dài nhưng mà thuốc men ít xịt. Dạ. Phân thì nó nặng chút nhưng mà thuốc thì nó ít. Dạ. Thì chú có thể cho biết là cái ruộng lúa Nhật chú hiện tại bao nhiêu ngày và cái năng suất chú có thể dự đoán là bao nhiêu không chú? Lúa này của chú đúng ra là bữa nay là 3 tháng rồi đó. Nhưng mà lúa này theo đông xuân á thì đánh thì chính xác, chứ còn bây giờ thì đánh không nổi, chứ còn đông xuân thì lúa này khoảng tháng 2, tháng 1 thì được, nhưng mà mùa hè này mình chưa dám đánh. Dạ. Chú ơi, qua cái đoạn video ngắn này chú có chia sẻ gì đối với bà con mình ở trên địa bàn, ở cái vùng đất này, và cũng như là những cái bà con ở toàn cái địa bàn huyện Giang Thành mình không chú? Thì theo chú thấy thì chú có ý kiến thì thấy hình như một cái huyện Giang Thành này mà nếu màng ngoài ra một cái giống nào thì nó không tin tưởng, chứ màng ba cái giống lúa Nhật là tin tưởng hơn. Một là có năng suất, hai là nó có cái giá. Dạ. Rồi con xin cảm ơn chú nhiều. Con xin gửi gắm cái điều này đến cho tất cả bà con trên địa bàn. Cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe và có một vụ mùa thắng lợi ạ. À.